Cô thân chào các bạn tuổi Đinh Mão 1987. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn một năm mới được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì các bạn nam chú ý thì năm nay chúng ta có một cái con sao trung tính. Tốt thì không tốt mà xấu thì nó không xấu lắm. Nó ở cái chừng mực trung bình. Nó là một cái con sao thử thách cho chúng ta. Nó đem lại cái khó khăn chúng ta ở những cái tháng đầu tiên. Nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua được những cái thử thách khó khăn thì về những cái tháng sau thì chúng ta lại được bình ổn. Nó là một cái con sao lo lắng, một cái con sao thử thách mình. Thì mình cố gắng, mình kiên trì thì mọi việc nó sẽ được thuận lợi cho mình. Nó gây khó khăn chúng ta ở trong cái tháng 1 và cái tháng 8. Thì chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua nha. Còn nữ thì gặp một cái con sao cũng trung tính thôi. Đó là có con sao Vân Hớn. Nó không gây khắc kỵ cho mình nhiều. Như khi chúng ta gặp những con sao xấu như là Kế Đô. Thì gặp Vân Hớn làm thì chúng ta cái tính tình của chúng ta trở nên nó có cái phần gì đó. Nó khắc kỵ. Nó trở nên nó bảo thủ và nấu nảy. Từ cái chuyện mà tính tình của mình có sự thay đổi, mình không chịu tiếp thu cái ý kiến của người khác, cho nên nó dễ gặp những cái mâu thuẫn ở trong cái cuộc sống. Thì mình biết như vậy, mình cố đi các bạn, cố dằn nén để mà chúng ta đem lại cái con sao đem đến cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta kiên trì thì chúng ta vượt qua. Chúng ta không làm khó, không gây áp lực cho mình nữa. Thì mọi việc nó sẽ qua thôi. Thì Vân Hớn cũng là một cái con sao lầm thôi, không có khắc kỳ lắm. Nhưng mà điều đáng nói cho cái tuổi Mão trong cái năm Thìn là Mão Thìn là nó hai cái con vật nó hại nhau. Cho nên mình năm nay mình gặp cái Thái Tuế, hại Thái Tuế, có cái khó khăn cho mình ở trong cái cuộc sống. Thì chúng ta cố gắng, chúng ta kiên trì, chúng ta vượt qua thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp thôi. Biết là xấu nhưng mà mình bản lĩnh, mình cố gắng, mình làm phúc, làm thiện, làm lành, mình tránh đi những cái khó khăn thì nó qua thôi nha. Bây giờ cô nói về 3 tháng đầu năm. Thì cái tháng đầu tiên á, thì các bạn, tài lộc của các bạn nó từ cái chừng mực là ở từ trung bình khá trở lên, không gây khó khăn cho mình nhiều về vấn đề tài chính, mà có thể tài lộc của chúng ta nó phát, nhưng mà nó phát nhẹ nhẹ thôi. Về cái chuyện đối nhân xử thế của mình và những cái người xung quanh thì nó ở cái chừng mực trung bình, không khó khăn quá mà cũng không khắc kỵ quá. Mình là người mệnh quả mà gặp cái thắng quả, cho nên nó được cái phần bình ổn về sức khỏe của mình, cũng như là cái chuyện vận hành của mình ở trong tháng nó ở trung bình. Về vấn đề mà chuyện tình cảm gia đạo của bạn nam bạn nữ ở trong tháng này thì nó không được thuận lợi lắm. Có những cái sự hiểu lầm, có những cái sự vướng mắc về vấn đề tài chính, cái về tình cảm của mình nó có những cái phần không thuận lợi cho mình. Thì chúng ta biết để cho chúng ta cố gắng, chúng ta nhường nhau một chút, chúng ta nhịn nhau một chút thì dạng sự nó sẽ tốt lành cho mình thôi. Qua đến cái tháng 2 âm lịch thì cái tháng này tài lộc của mình nó ở cái chừng mực trung bình, không khó khăn nhưng mà cũng không khắc kỵ cho mình. Nhưng các bạn chú ý trong cái tháng 2, vì đây là cái tháng Mão, mình là người tuổi Mão cho nên nó có vẻ dễ gặp những cái chuyện xung khắc ở trong cái cuộc sống của mình. Nó không được thuận lợi, nó không được may mắn nhiều cho mình ở trong cái tháng 2 âm lịch. Dễ gây những cái khắc kỵ, dễ gây những cái hiểu lầm giữa mình và những cái người ở chung quanh. Thì chúng ta phải khéo léo trong cách xử sự của mình thì mọi chuyện nó sẽ được tốt thôi. Mệnh của mình là mệnh quả mà gặp cái thắng quả, cho nên nó cũng bản mệnh của mình nó cũng bình ổn, không khó khăn cho mình. Và vận hành công chuyện của mình ở trong tháng nó ở chừng mực trung bình.
ngược lại với cái tháng trước. Nếu tháng trước gia đạo chúng ta có cái vấn đề nó không được bình an, không được vui vẻ thuận lợi, thì qua cái tháng 2 âm lịch này thì chúng ta gia đạo của bạn nam, bạn nữ nó đó cái chiều hướng tốt đẹp, có chiều hướng chuyển biến tốt đẹp, đem lại cái thuận lợi, đem lại cái sự vui vẻ, hạnh phúc, bình an cho mình ở trong cái tháng 2 âm lịch. Qua cái tháng 3 thì tài lộc của mình làm cho gì, mình làm được năm đi, rồi mình lại có cái nhu cầu, mình phải chi ra nhiều hơn. Tháng này là mình làm thu ít nhưng mà mình phải chi ra nhiều hơn, cho nên mình phải dè dặt trong cái vấn đề thu chi của mình một chút thì mình cân bằng được cái túi tiền của mình nha các bạn. Về cái tháng này thì công chuyện của mình, vận hành công chuyện của mình đối với những người xung quanh nó không được thuận lợi, nó tiếp tục như cái tháng trước, không đem lại cái sự thuận lợi cho mình. Dễ khắc kỵ với những người xung quanh, dễ có những cái sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, thì mình phải cẩn trọng, mình phải dè dặt trong cái cách đối xử của mình và những người xung quanh. Tháng này thì có cái chuyển biến về cái bản mệnh của mình. Mệnh mình đó là người mệnh quả mà gặp cái tháng mộc là có cái phần tốt cho mình, thuận lợi cho mình. Chúng ta có cái xấu đó nhưng mà chúng ta lại có cái tốt khi mà xét về bản mệnh, ngũ hành bản mệnh. Và sức khỏe chúng ta cũng có cái phần tốt đẹp hơn. Bạn nam ở trong cái tháng này, trong cái tháng 3 thì cái tình cảm của mình nó có cái phần an ổn, có cái phần vui vẻ, hạnh phúc, có sự thông cảm, hiểu nhau giữa vợ chồng, giữa cái chuyện tình cảm của mình nó có thuận lợi. Nhưng ngược lại, bạn nữ thì ở trong cái tháng 3 âm lịch lại có những cái sự hiểu lầm đáng tiếc, nó không đem lại cho mình cái sự ấm áp, cái sự vui vẻ, cái sự an ổn về cái vấn đề tình cảm gia đạo của mình. Thì như vậy là các bạn ở trong 3 tháng thì chúng ta mang 3 cái màu sắc về tài lộc. Một tháng thì chúng ta có từ khá, rồi chúng ta chuyển qua cái trung bình hơn, và cái thứ ba thì chúng tháng thứ ba thì chúng ta lại tốn tiền tổng bạc, vì ân, vì nghĩa, vì trách nhiệm của mình ở trong tháng với gia đạo, với mọi người xung quanh. Còn về tình cảm thì nam chỉ có xấu đi một tháng, nữ thì xấu 2 tháng, thì chúng ta biết để chúng ta dè chừng, chúng ta cẩn trọng, giống như là chúng ta xem dự báo thời tiết để biết là tháng này mây đen nhiều hay là sáng tỏ, để mà chúng ta tùy cơ ứng biến nha các bạn. Cuối cùng thì cô chúc các bạn một năm mới được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc.